Xin kính chào quý vị và bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cấu tạo của van giảm áp lực nước được lắp đặt thông dụng trong các tòa nhà. Van giảm áp là một thiết bị điều chỉnh áp lực đầu ra gần đúng theo giá trị yêu cầu, miễn là giá trị đó nằm trong dải điều chỉnh của van. Việc sử dụng van giảm áp giúp bảo vệ các thiết bị lắp sau cụm van, nên nó thường được sử dụng và lắp đặt trong các tòa nhà cao tầng. A là cấu tạo của van. Một là vỏ van. Vỏ van được làm bằng kim loại. Hai, bộ điều khiển van. Ba, lò xo áp lực van. Bốn, vít điều chỉnh áp lực gắn ngay trên đầu của lò xo. Năm, rãnh lối khoang dưới và đầu ra áp lực P2. 6. Thùng chứa túi đầu trên có rãnh kết nối với đầu lò xo, đầu vào và đầu ra được ký hiệu bằng P1 và P2. Thưa quý vị và bạn, vừa rồi tôi đã giới thiệu thưa quý vị và bạn van giảm áp lực nước tại tòa nhà. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và bạn.